Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 5 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 27 Bắt tên Sơn Tạc Trong hơn 10 ngày tiếp đó Trong tiểu diện tìm Long Cát Không có nhìn thấy Trác Phạm Không chỉ là mấy người Long Quỳ Đến cả ba người Lạc Gia Cũng không gặp được hắn Từ ngày đó Trác Phạm càng thêm liều mạng tu luyện, khóa mình trong phòng, ai cũng không gặp. Chỉ có đến lúc đêm khuya, hắn mới bắt đầu thả ra quyết anh, đi hút nguyên lực của người khác, mục tiêu là Thái Gia. Cho nên mười mấy ngày nay, Thái Dinh vô cùng phiền muộn, hộ vệ nhà của bọn họ mỗi ngày đều giảm bớt. Hơn nữa cùng mất luôn cả xác, làm cho hắn hoài nghi có phải đắc tội với Lạc Gia, cho nên Lạc Gia mời cao thủ tìm Long Cát để mà đối phó với bọn họ. Bởi vì hắn thấy cũng chỉ có ngự hạ thất thế gia mới có thực lực khủng bố như vậy. Thần không biết quỷ không hay mạt sát từng hộ vệ nhà của hắn. Vì thế Thái Dinh nôm nớp lo sợ, nhất là cứ vừa đến đêm khuya. Liền cùng với nhi tử co lại trong chăn rung lẫy bẫy, sợ cái đứa kế tiếp biến mất chính là mình. Người sống một đời chết không đáng sợ, đáng sợ là thời khắc chờ đợi cái chết. Bây giờ phụ tử Thái Gia chính là đang có cảm giác chờ đợi đáng sợ này. Chỉ cảm thấy một ngày dài bằng một năm. Từng có lúc hắn cũng muốn đến cầu U Minh Cốc ra mặt. Nhưng mà từ khi lấy được vũ kỹ tổ truyền nhà của bọn họ, U Minh Cốc liền quay xe, hoàn toàn không có để ý đến bọn họ. Thái Dinh chỉ biết trốn trong cửa phòng lớn tiếng thống mạ. Ma đạo quả nhiên là không đáng tin, nhưng mà lại không thể làm gì. Trác Phạm biết tất cả chỉ cười lạnh trong lòng còn tôn gia trác phàm từng để quyết anh đến thăm qua mấy lần nhưng mà chỗ đó dù sao có giảng trưởng lão nhiều lần suýt đã bị hắn phát hiện nhất là mấy ngày gần đây lại có mấy cổ khí thế cường đại xuất hiện cho nên trác phàm không dám liều mạng tới đó nữa chỉ là để cho quyết anh ra vào giám thị một phen rồi nhanh chóng trở về một ngày này giống thường ngày quyết anh hút sinh mệnh nguyên lực của hơn 10 người hộ vệ của Thái Gia, lại đến tôn gia tản bộ một dòng, cuối cùng hài lòng bay trở về tiểu diện tìm Long Cát. Lúc sắp về, chợt có một tia khí tức nhỏ bé, khó phát giác, hấp dẫn hắn. Trong gian phòng, trác phàm nhướng mày sai sử quyết anh, tia ẩn nặc khí tức, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, thấy trong một ngõ ngách, một người áo đen thu vào tầm mắt người này cái bộ dáng ăn trộm phương hướng mà người kia chú ý chính là vị trí tiểu diện địa bàn của tìm long cát không ai dám giám thị tên này đến để điều tra nghiên cứu địa hình sao xem ra người hắc phong sơn đã đến rồi trác phàm nhếch miệng lên lẩm bẩm nói hắn còn nhớ rõ lúc trước nghe lén giảng trưởng lão nói chuyện lần này xuất thủ di lạc gia không phải là thái gia hoặc tôn gia mà chính là người kẻ như không có quan hệ với tất cả mọi người, sơn tặc hắc phong sơn. Như thế, dù lạc gia bọn họ bị hắc phong sơn diệt đi, không có quan hệ gì với U Minh Cốc, chỉ là một đám sơn tặc muốn đánh vào tiểu diện tìm long cát thế nào. Ngươi coi đây là quy gia trang lạc gia khi xưa sao? Trác phàm sai sử quyết anh, lặng lẽ đến sau lưng người áo đen kia. Bởi vì khí tức của quyết anh quá bí ẩn người kia không có phát hiện sau khi quan sát một hồi người kia giống như đại khái tìm hiểu được tình hình liền quay người rời đi quyết anh tiếp tục theo sau nửa canh giờ sau người áo đen kia đến một nhà trọ hắn nhảy vào cửa sổ của một khu phòng trong đó có sáu bảy đại hán còn có một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi mọi người cùng nhau nhìn về phía người áo đen chờ hắn phân phó Người áo đen chưa có kịp mở miệng, tiểu cô nương kia đưa lên một chén trà quan tâm nói. Tiểu thư tìm hiểu thế nào rồi? Trác phàm nghe vậy không khỏi sửng sợ. Tiểu thư, nhân mã quát phong sơn, vậy mà do một nữ tử dẫn đội, là thấy lạc gia chỉ còn có bốn người cho nên xem thường bọn họ sao? Trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem. Người áo đen gỡ bỏ cái bộ đồ đen xuống, lộ ra một đôi sông đồng long lanh, mái tóc đen nhánh xinh đẹp như là thác rũ xuống, da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng, đúng là đại mỹ nhân khó được. Cho dù những cái thuộc hạ kia cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt đăm đăm, phải đến khi nữ tử kia hung hăng trừng mắt với bọn họ, bọn họ mới dội dàng cúi đầu. Tiểu Thúy cầm giấy bút tới đây, không nói hai lời, nữ tử hét lớn lên một tiếng cô bé kia dỗ dàng trình lên giấy bút nghiêng mực. Nữ tử kia nâng ống tay áo, dùng bút cẩn thận phát quả. Chỉ một phút, liền đã vẽ xong cái bộ trạch cư đồ. Trác phàm thấy vậy, không khỏi thầm khen. Bức quả đồ kia chính là cấu kết tiểu diện của tiềm long cát. Không sai chỗ nào, chỉ nhìn một đêm liền có thể vẽ ra. Trác phàm cũng phải khâm phục nàng. Xem ra hành động lần này của ác phong sơn để cho nữ tử này dẫn đội cũng không phải là không có lý do. Các người nhìn kỹ, đây chính là kết cấu khu nhà kia. Nơi này, nơi này, còn có chỗ này, đều có trọng binh trấn giữ. Bốn góc này của đón cốt cảnh tòa trắng. Nữ tử giảng giải kết cấu phòng ngự của tiểu diện cho những đại hán kia. Tất cả nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng. Một gã đại hán, cha cha mồ hôi lạnh trên trán sợ hãi nói. Tiểu thư, đây chính là tìm lòng cát đó chúng ta làm sao mà tấn công vào được như thế này chỉ sợ chúng ta chưa có vào cửa tất cả đã chết rồi nữ tử kia thản nhiên nói yên tâm đi sư huynh đã liên hệ với u minh cốc đến khi đó bọn họ sẽ tìm cách dẫn vệ binh trấn giữ rời đi đến lúc đó chúng ta xông vào giết sạch người của lạc gia bắt lạc dân thường cái gì bắt đại tiểu thư sao nàng không phải là nam bắt tiểu thư làm gì? Trác Phàm cảm thấy kỳ lạ, không một chút lo lắng nào. Dù không có những thủ vệ kia, cửu thiên bàn long trận hắn mới bố trí còn đây. Những cái thứ binh tôm tướng cua này chỉ có phần chịu chết thôi. Thứ khiến cho hắn để ý chính là Hắc Phong Sơn và U Minh Cốc có quan hệ như thế nào. Giống như Thái Gia chỉ là bị lợi dụng hay là có nguyên nhân sâu xa nào khác. Tiểu thư có mấy lời này Sợ là ngài không có thích nghe Nhưng mà chuyện quan hệ tính mạng huynh đệ Nói đi Nữ tử kia mười phần hào khí nói Người kia ngưng trọng nói Tiểu thư Thiếu trại chủ cù Minh Cốc Có quan hệ như thế nào vậy Người của U Minh Cốc sẽ nghe hắn sao Dù U Minh Cốc chịu giúp chúng ta Nhưng mà tìm Long Cát Cũng là ngự hạ thất thế gia Đắc tội với bọn họ Dù chạy đến chân trời góc biển Cũng vô dụng Đến khi đó U Minh Cốc vẫn giúp chúng ta hay không? Nếu bọn họ dứt bỏ chúng ta, vậy chúng ta chỉ có con đường chết thôi. Nói cho cùng, các ngươi chỉ sợ chết sao? Nữ tử hừ lạnh một tiếng tức giận nói: Các ngươi nói cái lời này có xứng đáng với lão trại chủ không? Vì chữa bệnh cho lão trại chủ, báo thù cho lão trại chủ, dù có liều cái mạng này cũng có đáng gì chứ? Nghe vậy, tất cả mọi người bất giác cúi đầu thấp. Mặt hiện lên vẻ hổ thẹn. Nữ tử kia quát to. Lui ra. Tất cả tiến hành theo kế hoạch. Không được có dị nghị. Dân. Mọi người ôm quyền hô to một tiếng. Tiếng như chuông lớn. Rồi cung kính lùi xuống. Chỉ là ánh mắt của bọn họ. Rời đi. Không còn do dự nữa. Chính là thấy chết không sợ. Cũng được đấy. Chỉ có mấy câu đã ổn định lòng quân. Trác phàm chậm rãi đứng lên. Mở cửa phòng. Thả người bay ra bây giờ đến phiên hắn xuất mã. Sau khi mà tất cả mọi người rời đi, cô bé kia vỗ tay cười nói, tiểu thư thật là lợi hại, thật có phong phạm của sơn chủ. Nữ tử kia lắc đầu thở dài, trong mắt hiện lên vẻ đau thương. Nếu nghĩa phụ còn khỏe mạnh, khí thế còn hơn ta nhiều. Hắc phong sơn quài dám không tính phục, lại càng không có nhiều nghi vấn như vậy chứ nào có bọn họ vẫn rất tinh phục tiểu thư mà tiểu nữ hài vô vàng an ủi nữ tử cười khổ lắc đầu tiểu thúy người không cần pha ngủ ta ta chỉ hy vọng sau lần này có thể có được hồi long trưởng chữa tốt thương cho nghĩa phụ thôi tiểu thư hiếu thuận như thế tâm nguyện nhất định sẽ được thực hiện tiểu nữ hài mỉm cười nói nữ tử áo đen thấy vậy vui mừng cười rộ lên Đúng lúc này một tiếng thở dài truyền vào tai của hai người. Tiểu cô nương hiếu thuận hay là không hiếu thuận với thực hiện tâm nguyện là hai chuyện khác nhau. Còn nữa là ai cho các ngươi hội long trưởng có thể liệu thương chứ? Người nào? Nữ tử áo đen cùng với tiểu thúy dỗ giả quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng. Chẳng biết lúc nào các phàm đã ngồi trên cửa sổ cười hì hì nhìn hai người. Hai vị không cần phải kinh hoàng, ta không quá ý. Chỉ là muốn mời hai vị đi một chuyến, làm rõ ràng vài chuyện. Các phàm mỉm cười, hữu hảo duỗi tai. Ngươi, ngươi là ai? Nữ tử áo đen cảnh giác nói, đồng thời kéo tiểu thúy ra sau lưng. Bản thân nhanh chóng, thổi lùi hai bước. Nàng không một chút phát hiện trác phàm. Nếu người này muốn lấy mạng của nàng, nàng đã là cái xác chết rồi. Còn chưa có tự giới thiệu, Trác Phạm cung kính thi lễ cười nói Tại hạ quản gia của Lạc Gia Trác Phạm Cái gì? Ngươi là người của Lạc Gia sao? Nữ tử áo đen co rụt mắt lại Ngay sau đó cắn răng nghiến lợi nói Nếu là người của Lạc Gia Vậy thì chịu chết đi Vừa dứt lời Nữ tử áo đen dựng thẳng hai ngón tay lên Đâm tới Trác Phạm Tiếng lùi mình chói tài phát ra Giữa hai ngón tay Giống như là muốn đâm xuyên chân trời Trác Phàm cả kinh kêu lên, tụ khí cửu tầng vũ kỹ linh giai sao? Hắn đúng là không ngờ, nha đầu này lại có tu vi như vậy. Vũ kỹ sử dụng còn là linh giai, thực lực như thế, dù đoán cốt cảnh tới cũng có sức đánh một trận. Chỉ tiếc nàng gặp phải Trác Phàm, đoán cốt cảnh trở xuống, Trác Phàm chẳng có thèm ngó tới, bởi vì hắn có bản mệnh quyết anh. Một đạo hồng quang từ trong cơ thể bắn bay ra tiến vào thể nộ của nữ tử kia. Nữ tử lập tức dừng lại, lôi quang trên đầu ngón tay, vẫn còn xì xì rung động. Nữ tử áo đen, quảng sợ kêu lên. Ngươi, ngươi đã làm gì ta? Trác phàm cười tà dị, lắc đầu nói. Chẳng có làm gì, chỉ là khống chế thân thể của ngươi. Nói rồi, trác phàm nắm lấy hai ngón tay của nàng. Diệt, lôi minh bén nhọn lập tức đã bị dập tắt. Quyết anh lấy máu mà sống, cũng có thể khống chế quyết khí của người. Mà một khi quyết khí bị khống chế, toàn thân sẽ bị khống chế. Trừ phi thực lực siêu cường, có thể dùng nguyên lực cường thế để tránh thoát. Có điều đây là dưới tình huống quyết anh quá yếu. Nếu là thánh cấp quyết anh, dù là cao thủ đế cấp, cũng rất khó ứng phó. Đây chính là chỗ kinh khủng của quyết anh. Đi theo ta đi. Trác phàm một tay ôm lấy nữ tử, nàng không có thể nào phản kháng chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tiểu thư! Tiểu thúy quát to lên một tiếng. Trác phàm quay người, ồ lên một tiếng nói. Còn cả người nữa. Vừa dứt lời, trác phàm xuất thủ một lần nữa, một trảo chộp vào đầu vai của nàng. tay hơi dùng lực, nha đầu kia đã ngất đi. Tiểu thúy chỉ là một đứa bé nha hoàng, còn chưa có đột phá tụ khí cảnh. Trác phàm rất nhẹ nhàng, liền đã chế phục Kết quả trời mới vừa tờ mờ sáng Trác Phàm ôm hai thiếu nữ Một lớn một nhỏ trở về tiểu diện Chương 28 Thẩm vấn Trác Phàm thản nhiên trở lại trong tiểu diện Thủ vệ tìm Long Cát Thấy vậy đều sững sờ Bởi vì cái vị trác quản gia này Đã hơn 10 ngày không có thấy bóng dáng Ngày sau đó nở nụ cười Kiểu nam nhân nào cũng hiểu Có người lớn tiếng trêu trọc, Trác quản gia tối hôm qua đã giấc giả rồi. Long Quỳ lại đúng lúc đi qua, thấy Trác Phạm nhìn thấy hai nữ nhân trang điểm lộng lẫy trên tay của hắn, nàng cao mày, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, ngay sau đó nhanh chân rời đi, giống như chưa bao giờ quen hắn, miệng còn lẩm bẩm, nam nhân thằng nào cũng vậy. Biết bọn họ đều hiểu lầm mình, nhưng mà Trác Phạm không quan tâm, ôm hai nữ nhân tiến vào trong phòng, ném mạnh các nàng xuống đất. Đóng cửa lại, tiện tài, kéo cái ghế ra ngồi. Tiểu Thúy bị ngã trên đất, đau đớn giật mình tỉnh lại, xoa xoa hai con mắt nhập nhèm, ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ nói. Đây, đây là chỗ nào chứ? Ngay sau đó, nàng nhìn thấy nữ tử áo đen mới sợ hãi kêu lên. Tiểu Thư, người sao rồi? Nữ tử áo đen không thể động đậy, thân thể lồi lõm hoàn toàn đã hiện ra trước mặt trác phạm. Trác Phàm cười một tiếng, hơi động ngón tay, nữ tử liền được khôi phục tự do. Nàng lập tức nhảy lên, đưa tay lướt nhanh xuống chân. Trong tay xuất hiện một thanh trụy thủ đâm về phía cổ Trác Phàm. Một tiếng két vang lên, dao găm cách cổ của Trác Phàm một cm thì dừng lại. Nữ tử một lần nữa không có thể động đậy. Trác Phàm xì cười, đầy tán thưởng gật đầu. Thần thủ tốt, nhưng mà trước mặt của ta thì lại vô dụng thôi. Ta mời hai vị đến chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề. Tuyệt không có ác ý. Chỉ cần các ngươi thành thật trả lời. Sau đó ta sẽ tự thả các người. Còn nữa, tốt nhất đừng có dùng hung khí trước mặt của ta. Trác phàm hất thanh dao găm ra khỏi tay của nữ tử. Sau đó nhìn thân thể mềm mại, ngực nở mong cong cười ta nói. Đúng rồi trên của người của ngươi không biết chừng còn cất giấu cái thứ gì nguy hiểm. Nói rồi, trác phàm làm bộ muốn đi soát người. Nữ tử áo đen đỏ mặt dội la lên. Ngươi dám sao? Trác phàm tạm thời dừng tay, cười lắc đầu. Ta có dám hay không, còn phải xem thái độ của ngươi. Nói xong, trác phàm chợt nghiêm mặt nói. Ngươi là ai? Đến phong lâm thành làm gì? Nữ tử áo đen quay đầu sang chỗ khác, không có thèm trả lời không một chút do dự trác phàm kéo xoẹt một cái đai đen bên hông của nữ tử liền rớt xuống đất nữ tử áo đen vừa tức vừa sướng hai con mắt như muốn phun lửa hung hăng trừng mắt nhìn trác phàm trác phàm lại bất di sở động tiểu thúy thấy thế lập tức xông lên nắm tay nhỏ hung hăng đánh tới trác phàm bại hoại ngươi dám vô lễ với tiểu thư nhà ta trác phàm nhẹ nhõm bắt tay tay khác cũng kéo xoẹt một cái dây lụa bên hông của tiểu thúy cũng tuột xuống tiểu thúy kinh hãi vội vàng che y phục đồng thời lưu lại trong mắt đã dừng dừng nước trác phàm rất là tự nhiên nhàn nhạt hỏi ngươi là ai đến phong lâm thành làm gì nữ tử ao đen cắn mồi vẫn không có nói một lời áo ngoài của nàng lại bị trác phàm xé thành mảnh nhỏ trác phàm lạnh lùng nói ngươi là ai đến phong lâm thành làm gì Trác Phàm lạnh khóc giống như là máy móc không có cảm tình khiến cho nữ tử áo đen bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi. Rốt cuộc nàng đành phải trả lời Ta là nghĩa tử của Sơn Chủ Hát Phong Sơn Lôi Vũ Đình Lần này tới Phong Lâm Thành vì diệt trừ lạc gia của các ngươi Diệt trừ như thế nào? Trác Phàm thản nhiên hỏi giống như chuyện này không có liên quan đến mình làm cho Lôi Vũ Đình càng thêm phần kiên kỵ dường như kẻ mà nàng đang đối mặt hoàn toàn không phải là con người. U Minh Cốc sẽ dẫn người của tìm Long Cát rời đi, chúng ta thừa cơ đánh vào chỗ này. Trác Phàm hai lòng gật đầu. Thật là những cái chuyện này hắn đã biết rõ ràng. Hỏi một lần nữa chỉ là vì công phá phòng ngự tâm lý của nữ nhân này mà thôi. Tiếp đó mới là trọng điểm hắn muốn biết. Các ngươi và U Minh Cốc quan hệ thế nào? Bọn họ giúp các ngươi vì cái gì? Lô Vũ Đình lắc đầu, ánh mắt trở nên mờ mịt. Không biết. Trác Phàm chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, biết rõ nàng không có nói láo, bèn hỏi tiếp: Các ngươi và U Minh Cốc có liên hệ thế nào? Ánh mắt của Lô Vũ Đình hơi gợn sóng, lại cắn chặt môi không lên tiếng. Trác Phàm đã đoán ra đại khái, nhưng mà vẫn muốn có được đáp án xác thực. Thế rồi, xoẹt một tiếng, áo trong của Lô Vũ Đình liền tan nát đồng thể xinh đẹp lô vũ đình bại lộ trước mắt của trác phàm trước ngực chỉ còn một khối vải đỏ thiêu quyền ương để giấu đi tiên cảnh phía sau lô vũ đình đã bắt đầu dưng dưng nhưng mà vẫn không nói một lời trác phàm chậm rãi đưa tay tới trước ngực của nàng lạnh lùng nói người rất đẹp đây là cơ hội cuối cùng để cho người có thể bảo trì tôn nghiêm nếu người không trả lời bên ngoài còn có mười mấy hán tử đang đói khát đấy hỗn đảng lôi vũ đình cắn răng nghiến lợi giận dữ hét lên không có để ý đến nàng trác phàm lạnh lùng nói ta chỉ đếm đến ba một hai trác phàm như bùa đòi mạng bàn tay của trác phàm càng ngày càng tới gần cái tấm vải đỏ duy nhất trên người của nàng lôi vũ đình cắn chặt môi đến mức chảy máu nước mắt đã dâng trào nhưng mà lại không lên tiếng tốt có dũng khí Trác Phàm gạt gật đầu, tay nắm chặt lại, vừa muốn dùng lực. Tiểu Thúy hét lên một tiếng dỗ dặn nói, Đừng mà, cậu ngươi, đừng có làm vậy với tiểu thư của ta. Chuyện chuyện liên hệ với U Minh Cốc đều là do Dương Sư Huynh. Dương Sư Huynh là ai? Trác Phàm nhếch miệng lên, cười tà nói, Lôi Vũ Đình muốn kêu to ngăn cản Tiểu Thúy. Trác Phàm liền cong ngón tay lên làm cho nàng không có thể nói được. Tiểu Thúy nhìn tiểu thư đang phải chịu khổ chỉ đành thành thật khai báo dương sư huynh là quan hệ đệ tử của sơn chủ tên là dương minh được sơn chủ giúp đỡ cho phép đính hôn với tiểu thư nhưng mà ngày đó sơn chủ là bị gia chủ lạc gia lạc chấn nam đánh lén đã bị trọng thương rồi thân thể tê liệt miệng không có thể nói cho nên cho nên các ngươi muốn tiêu diệt lạc gia sao Trác Phàm nhếch miệng lên, nở nụ cười thỏa mãn. Giết người thì đền mạng, báo thù rửa hận có gì đâu mà khó nói chứ. Thế tiếp sau đó thì sao? Trác Phàm tiếp tục hỏi. Tiểu Thúy do dự một hồi, Trác Phàm đưa tay đến gần của Lô Vũ Định, lập tức nói: Lạc gia canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta không có nắm chắc. Mai mà Dương Sư Huynh thần thông quảng đại, liên hệ được với tôn quản gia, chúng ta mới có thể nội ứng ngoại hợp, đánh tan Lạc Gia. Về sau đại tiểu thư Lạc Gia đã chạy mất, chúng ta không có biết nàng ở đâu. Vẫn là do Dương Sư Huynh nhận được tin tức, biết là các người đang ở đây, còn liên hệ với người của U Minh Cốc để giúp đỡ. Được rồi, các phàm khoát tay đã rõ ràng tất cả, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn về phía tiểu thúy nói. Các người biết sơn chủ bị lạc chấn nam đánh lén là các ngươi tận mắt thấy sao? Dương Sư Huynh nhìn thấy. Như vậy, hồi Long Trưởng có thể trị liệu thương thế cho Sơn Chủ, chắc cũng là do Dương Sư Huynh nói có đúng không? Trác Phàm nhíu mày nói. Tiểu Thúy mở to con mắt, hung hăng gật đầu. Trong mắt đúng là mang vẻ ngạc nhiên, phản phất như muốn nói ngươi làm sao biết. Đã rõ ràng mọi việc, Trác Phàm rời tay khỏi rồi vũ đình. Đúng lúc này có một tiếng vang lên, Trác Phàm, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngay sau đó, Lạc Dân Thường đẩy cửa vào. Đi phía sau chính là Lạc Dân Hải cùng với bàn tâm lĩnh. Vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng, cả ba đã lập tức ngay người. Hai thiếu nữ trẻ trung mỹ miều, quần áo không có chỉnh tề. Bàn tay tà dâm của Trác Phàm còn đặt trước ngực của người ta. Lạc Dân Hải thấy vậy, cả kinh há to mồm. Ánh mắt còn đang không ngừng luân chuyển lạc dân thường che hai con mắt lại còn quát to với bàn thống lĩnh Màu, đưa thiếu gia trở về phòng đi bàn thống lĩnh vội vàng gật đầu nâng lạc dân hải đi nhưng mà trước khi đi lại còn không quên cho trác phàm một nụ cười thu bỉ nam nhân điều hiểu trác quản gia lạc dân thường giận dữ kêu lên nơi này dù sao còn là chỗ của tìm long cát sao ngươi có thể làm trò mèo như thế trác phàm thờ ơ nhúng nhúng dài thản nhiên nói ta làm như vậy điều gì lạc gia vì vì lạc gia lạc chân thường giận quá quá cười người mang hai cái nữ nhân không rõ lai lịch về nhà làm trò mèo cả một đêm người nói là gì lạc gia sao không phải là người muốn nói trở nên mạnh hơn sao không phải người muốn lạc gia trong vòng 10 năm siêu diệt thất thế gia sao ngươi làm như thế này là sao chứ Trác Phàm không khỏi sửng sợ. Lạc dân thường, bình thường rất là đoan trang, hiền thục. Gặp phải cái chuyện tức giận cũng có thể bảo trì dáng vẻ Hôm nay làm sao phản ứng mạnh giấy? Trác Phàm bất rắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói. Nếu như người biết các nàng là ai thì không có nói như thế đâu. Nghe vậy, Lạc dân thường nghi ngờ chiếu mày chờ cho hắn nói tiếp. Các nàng là nữ sơn tặc, hắc phong sơn, vừa rồi ta đã thẩm vấn các nàng trác phàm cười nhạo nói xem như sơn tạc nhưng mà đối với nữ nhân loại thủ đoạn này vẫn là hữu hiệu nhất cái gì các nàng là sơn tạc của hát phong sơn sao lạc dân thường vừa nghe đến ba chữ hát phong sơn hai con mắt đỏ bừng nguyên lực toàn thân bộc phát ra một chưởng đánh về phía lô vũ đình đền mạng cho phụ thân của ta trác phàm nắm lấy tay của nàng thản nhiên nói nè Bình tĩnh lại, ta cảm thấy ân quán giữa Hắc Phong Sơn và Lạc Gia không có đơn giản như vậy. Có khả năng tất cả mọi thứ đều do ngự hạ thất thế gia dở trò quỷ. Cái gì? Lạc dân thường ngay người. Lôi Vũ Đình cùng với Tiểu Thúy vô cùng ngạc nhiên. Vô luận Lạc Gia hay là Hắc Phong Sơn trong mắt của ngự hạ thất thế gia đều chỉ là con cờ thôi. Muốn đối phó với bọn họ không cần tốn nhiều sức là có thể diệt cần gì phải còng kềnh như vậy trác phàm không nghĩ ra điểm này ngón tay cong lên lôi vũ đình liền khôi phục tự do lôi tiểu thư ta có một yêu cầu quá đáng trác phàm cung kính thi lễ ta nghĩ ngươi nên đưa ta đến hắc phong sơn một chuyến ta muốn làm rõ ràng ngọn nguồn trong này sao muốn trà trộn vào hắc phong sơn của chúng ta không có cửa đâu lôi vũ đình hư lạnh một tiếng cả giận nói trác phàm mỉm cười nhìn sang lạc dân thượng nói tiểu thư xin giao công pháp hồi long trưởng cho ta ngươi muốn làm cái gì lạc dân thượng hỏi nhưng mà vẫn không chút do dự lấy từ trong chiếc nhẫn ra đưa tới vũ kỷ này nếu người khác muốn nàng tuyệt đối không có thể đưa nhưng với thân phận ngũ cấp trận sư của trác phàm hẳn chắc chắn không có tham vũ kỷ linh giai của nàng trác phàm đưa ngọc giảng cho lôi vũ đình cười nói rồi tiểu thư đây chính là hồi long trưởng các ngươi muốn nhưng đây chỉ là một bản vũ kỹ, không trị được thương tổn cho sơn chủ các ngươi ta chỉ cần ngươi đưa ta đến hắc phong sơn tra ra chân tướng có lẽ dương minh đã lừa các ngươi rồi nếu không cả lạc gia dạc phong sơn lần này đều sẽ bị diệt tộc trong ân quán của tất thế gia dương sư huynh là người tốt không có gạt chúng ta đâu tiểu thúy vội la lên Trác Phàm không có để ý đến nàng, chỉ nhìn Lô Vũ Đình. Dương Minh có thể nhẹ nhõm xúi dục cái tên quản gia làm mấy chục năm ở Lạc Gia thành nội ứng. Có thể là dễ dàng, có quan hệ dù Minh cóc. Lôi cô nương, ngươi là hôn thê của hắn, ngươi có thật sự hiểu hết về hắn không? Lôi Vũ Đình do dự một hồi, qua một phen du thuyết của Trác Phàm lòng nàng đúng là đang tràn ngập nghi vấn trong tay cầm chắc hồi long trưởng lôi vũ đình nhìn trác phàm gật gật đầu người ta hết sức thoải mái giao vũ kỹ hồi long trưởng gia truyền cho mình mọi chuyện từ trước đến nay lại có nhiều điểm đáng ngờ như vậy mình không có lý do cự tuyệt hắn huống hồ hắc phong sơn là địa bàn của nàng mà trác phàm chỉ có một người hắn đến đó chưa chắc làm được trò trống gì trác phàm hài lòng gật đầu ngay sau đó lúng túng ho khang Lôi cô nương coi chừng bị lạnh đó Giờ khắc này Lôi Vũ Đình mới phản ứng được Y phục của nàng vừa bị tên quản gia đại ác này xé rách Bây giờ chỉ có thể dỗ dàng ôm lấy cái đống dại rách che lên người Lạc dân thường cùng với tiểu thúy đẩy trác phàm ra ngoài cửa Cúc Cửa lớn đóng lại Ba nữ nhân liếc nhau không khỏi cười nhẹ lên một tiếng Rồi rất nhanh ý thức được Trước khi mọi chuyện được sáng tỏ, bọn họ còn là địch nhân, thế rồi lạnh mặt với nhau. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Trác Phạm. Lôi cô nương, nhớ kỹ lần sau, mặc nhiều lên một chút, có thể chống đỡ thêm một hồi đó. Nghe vậy, lôi vũ đình, cực kỳ lúng túng, trong mắt tỏa ra quả diễm phẫn nộ, cả khuôn mặt đỏ bừng. Chương 29 Chui vào hát phong sơn Trên con đường nhỏ giữa rừng, một vị nữ tử áo đen và một lão nhân trên 80 tuổi sống dài đi với nhau. Nữ tử dáng người cao gầy, diện mạo như hoa quỳnh, mùi thơm cơ thể tỏa ra khắp nơi, dẫn tới ông bướm dần quanh. Lão nhân tóc mai điểm bạc, trên càm là một chòm râu dê, trong đôi mắt già nua dẫn đục, không ngừng của tình quang chớp động. Hai người tới chỗ chân núi, nữ tử nhìn định núi nơi xa, đôi mắt đẹp liếc về phía lão nhân bên cạnh nhưng mà trong giọng nói có vẻ tức giận trác phàm ngươi tốt nhất thành thật cho ta nếu để cho ta nhìn ra ngươi có ý đồ bất lợi cho hắc phong sơn ta nhất định không có bỏ qua cho ngươi đâu lão nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả lắc đầu nói lôi tiểu thư yên tâm đi lão hủ chỉ đến điều tra chân tướng không phải là đến báo thù đâu huống hồ chỉ có một mình ta có thể làm được cái gì lôi vũ đình hư lạnh một tiếng đi thẳng về phía trước còn nữa nếu tiểu thúy bị thương dù chỉ là một sợi tóc ta cũng không tha cho ngươi yên tâm đi ta giữ lại tiểu thúy làm con tin thứ nhất bởi vì giữa chúng ta còn chưa có thể tín nhiệm lẫn nhau ta cũng nên lưu hậu chiêu thôi thứ hai các phàm liếc nàng thần bị nói đó là gì muốn tốt cho ngươi tốt cho ta Lôi Vũ Đình nghi ngờ nhìn Trác Phàm Nhưng mà Trác Phàm lắc đầu Không có nói thêm gì nữa Để lại cho Lôi Vũ Đình một bụng nghi vấn Cứ như vậy Hai người tiếp tục sống dài lên núi Đến giữa sườn núi Nơi cửa ải thứ nhất của Hắc Phong Sơn Người nào Một đại hán áo đen nhảy ra Ngăn hai người lại Nhưng khi nhìn thấy Lô Vũ Đình Lập tức cùng kính thi lễ Thì ra là tiểu thư đã trở về Ngài không phải đến Phong Lâm Thành sao? Sao mà lại... Có một chút việc cần trở về làm. Lôi Vũ Đình dẫn gương mặt cao ngạo, còn không có thèm nhìn người kia, nói xong liền tiếp tục đi lên. Người này là thuộc hạ của Dương Minh. Đột nhiên, Trác Phàm sâu xa nói, Người đã nói với ta, ngươi đi Phong Lâm Thành, chấp nhận nhiệm vụ là chuyện cực kỳ bí ẩn. Tại sao một tên tiểu lâu la thủ sơn lại biết được? Lôi Vũ Đình không khỏi giật mình, suy nghĩ một hồi, chân mài nhíu chặt lại. Nàng cực kỳ tin tưởng Dương Minh Sư Huynh, nhưng mấy ngày nay được trác phàm đề điểm, nàng mới hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, tưởng chừng rất là bình thường. Trước mặt người thủ sơn biết nàng làm gì? Nàng tuyệt sẽ không coi là chuyện to tác, nhưng bây giờ khắp nơi tràn ngập điểm nghi ngờ. Nhìn đi, lát nữa chúng ta lên phía sau núi, Dương Minh chắc chắn đứng ở cửa ngân đón trác phàm cười thầm nói rồi mới tăng tốc đi lên lô vũ đình nhìn bóng lưng của trác phàm trong lòng rất là mâu thuẫn rồi chỉ dỗ dàng đuổi theo rất nhanh hai người đi qua mấy cửa khẩu rốt cuộc tới đỉnh núi cửa trại h phong sơn xuất hiện trước mắt bởi vì có lô vũ đình dẫn đường trác phàm trang điểm thành lão đầu không có ai hỏi thành phận của hắn cứ thế hoàn toàn cho đi Quả nhiên khi mà đến cửa trại từ trong đó đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này thân cao bảy thước, dáng vẻ đường đường, chỉ là trên khuôn mặt anh Tuấn có vẻ hơi tà dị. Trác Phàm chỉ nhìn thấy lần đầu liền đã nhìn ra người này chính là Dương Minh. Ngươi xem đi, hành tung của ngươi đều đã bị báo cáo lại. Trác Phàm nhảy mắt với Lô Vũ Đình như hài tử cược thắng trò chơi. Nhưng Lô Vũ Đình lại không có tâm tư nói đùa với hắn, sắc mặt của nàng càng ngày càng ngưng trọng. Một đường lên, Trác Phàm đã nói những suy nghĩ của hắn cho nàng nghe, nhất là cái chuyện liên quan tới việc Dương Minh có khả năng chính là thám tử mà U Minh Cốc đã bố trí vào Hắc Phong Sơn. Lôi Vũ Đình rất là không muốn tin tưởng đây là sự thật. Dù sao nam nhân này là người được nghĩa phụ đích thần ban hôn cho nàng, nàng rất khó tin tưởng nam nhân làm cho tất cả mọi người kể cả nghĩa phụ tín nhiệm như thế sẽ là người được xếp vào để quỷ diệt hắc phong sơn nhưng rồi một đường lên đến chứng kiến tất cả thật sự hoàn toàn trùng khớp với những gì trác phạm nói lôi vũ đình cắn môi son ánh mắt phức tạp nhìn dương minh nhưng mà vẫn kiên trì đi lên vũ đình mũi mũi không phải là mũi đang ở phong lâm thành làm nhiệm vụ sao sao mà đột nhiên trở về giấy Dương Minh mỉm cười, đi lên trước ngờ đón, rồi mới nhìn sang Trác Phạm hỏi. Vị này là... Lôi Vũ Đình có hơi chần chờ, thử dò xét nói. Sư Huynh, tìm Long Cát thật sự không có dễ chọc. Người U Minh Cốc không đáng tin. Hành động lần này thật sự là quá mạo hiểm rồi, cho nên ta để cho bọn họ tạm thời án bình bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe vậy, Dương Minh biến sắc. Trác Phàm thậm chí có thể tin tưởng nhìn thấy hắn có sắc ý sâu trong ánh mắt vũ đình mũi mũi sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi vì ông ấy dù là hy sinh tính mạng cũng chẳng là cái gì sao mà chúng ta có thể tham sống sợ chết chứ huống hồ thù của sư phụ há có thể không báo sao ta đương nhiên biết rõ điều này chỉ là lôi vũ đình cao mày rõ ràng nói chúng ta không thể không để ý tính mạng của các huynh đệ vị này là nhị phẩm luyện đan sư được ta tìm tới nếu hắn có thể cứu nghĩa phụ vậy chúng ta liền có thể đợi nghĩa phụ lành thương thế rồi báo thù cũng không muộn lúc này trác phàm tiến lên trước chắp tay cười nói lão phù tung hoành giang hồ chữa khỏi trăm bệnh bất kỳ loại ngoại thương nội thương nào nhi nàng tạp chứng lão phù đều có thể chữa khỏi Hứ. Nếu người thật sự có bản lãnh vậy Đã bị gia tộc ta tìm ra rồi Còn cần gì ngươi đi khắp nơi mà lừa gạt chứ Dương Minh thầm nghĩ trong lòng Ngoài mặt không có để ý đến mấy lời của Trác Phạm Hắn dùng phất tài áo cả giận nói Sư mũi Ngươi đã bị hồi long trưởng đã thương Chỉ có hồi long trưởng mới có thể trị hết Chẳng lẽ ngươi không tin Di Huynh sao Nghe vậy Lôi Vũ Đình Là nghĩ đến bao nhiêu chuyện xưa với Dương Minh không khỏi chần chừ trác phàm vội vàng đứng ra đứng giữa hai người nhìn dương minh nói tiểu huynh đệ cho ta cơ hội đi ta thật sự rất am hiểu liệu thương mà cúc dương minh giận dữ một chưởng đánh tới trác phàm có thể rõ ràng cảm giác được sự sắc bén trong chưởng phòng nhưng mà hắn không dám tránh đành phải cắn răng đón đỡ thôi không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào chưởng lực của một người mới vào đoán cốt cảnh rắn chắc đánh vào ngực của hắn, làm cho hắn bay ra xa 10 mét, phóc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Không cho trị thì không trị, cần gì phải xúc thủ đánh ngựa như thế? Trác phàm dịnh tay, khó khăn đứng dậy, nôn ra một ngụm máu tươi. Lão phù tuổi đã cao rồi, không chịu nổi mấy cái chữ này đâu. Cô nương, ta chịu thôi, làm ăn với sơn tạc, quả nhiên không có dễ mà. Ngươi nói cái gì? Dương Minh giận dữ quát lên, một lần nữa dơ bàn tay lên, nhưng đã bị Lô Vũ Đình dỗ dã cản lại. Vị tiên sinh này được ta mời đến, ngươi muốn đánh hắn thì đánh ta trước đi. Ngươi thích để cho hắn trị thì trị, loại thầy lang giang hồ này nếu mà hắn làm cho thương thế của sư phụ nặng hơn, hay để sư phụ xảy ra cái chuyện gì xấu, ta tuyệt, không có tha cho ngươi. Dương Minh hất ống tay áo lên tức giận nói, rồi không có thèm nhìn lôi vũ đình nữa lôi vũ đình chợt cảm thấy quỷ khuất tức giận nhìn trác phàm đều là bởi vì ngươi sư huynh không có để ý tới ta nữa ban đầu ta vốn không có nên tin tưởng ngươi sư huynh quan tâm nghĩa phụ như vậy làm sao có thể hại nghĩa phụ lôi cô nương nghĩa phụ của ngươi không có dạy ngươi cách nhìn người sao trác phàm xoa vết máu cười nhẹ nói mà cũng đúng chính hắn còn như vậy mà lôi vũ đình sững sờ vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn người đừng có nghe hắn nói gì mà phải xem hắn làm cái gì trác phàm cười tà dị nói vừa rồi hắn không có cho ta trị là vì không có biết rõ thực lực của ta nếu hắn xuất trưởng thăm dò cảm thấy thực lực ta không đủ mới để cho ta trị ngươi thử nghĩ xem ngay lúc đầu vì sao mà hắn kịch liệt ngăn cản là do hắn lo lắng cho nghĩa phụ của ngươi sao sợ ta chữa không tốt sao rồi ngay sau đó hắn lại nói là thích chữa thì chữa hắn thực sự lo lắng cho nghĩa phụ của ngươi sao lâu vũ đình không khỏi giật mình hồi tưởng cái chuyện vừa rồi bỏ hết đi những lời của dương minh nói chỉ xem những gì mà hắn làm quả nhiên tất cả mọi thứ giống hệt những gì mà trác phạm nói thậm chí lúc dương minh phất tay áo rời đi nàng dường như còn thấy hắn nở một nụ cười như có như không chẳng lẽ nghĩ tới đây lôi vũ đình không còn dám nghĩ tiếp nữa bởi vì nếu tiếp tục mà suy nghĩ tâm của nàng sẽ rất đau có lẽ nàng sẽ không có thể khống chế nổi mình đi chất vấn như mình. đến lúc đó sợ rằng hai người bọn họ đều phải chết Trác phàm đứng lên dỗ dỗ vai của nàng đi thôi đi xem thương thế của nghĩa phụ người người tên giang hồ lừa đảo diễn xuất thì diễn xuất là được còn thật đi xem sao Lôi Vũ Đình biểu môi nhưng mà Thanh Năm đã nghẹn ngào rồi. Trác Phàm bật cười nói, dù là diễn xuất cũng phải diễn cho hết bộ chứ. Huống hồ bây giờ kịch còn chưa có diễn xong mà. Trác Phàm đi vào trong, Lôi Vũ Đình thở sâu cũng đi theo sát. Tùy phía trước có thể sẽ là tình cảnh mà nàng không muốn nhìn thấy. Hai người cùng nhau đi tới. Mấy trăm ánh mắt chung quanh đều đổ dồn về phía bọn họ Giờ khắc này, lôi vũ đình vậy mà cảm thấy những ánh mắt này mang đến cho nàng cảm giác không có được tự nhiên. Những ánh mắt ngày thường nàng coi là sùng kính, lúc này giống như từng đôi mắt giám thị. Hai người tới trước cửa phòng sơn chủ, Dương Minh cũng đã đi tới. Trong tay của hắn bưng một chén cháo loãng, từng muỗng từng muỗng đút cho lão nhân đang không có thể động đậy trên giường. Tên lừa đảo, nếu sư phụ của ta xảy ra chuyện gì ta chỉ hỏi tội người nhìn thấy hai người đi tới dương minh đặt chén cháo xuống bàn tức giận trừng hai người rồi ngồi sang một bên nhường ra vị trí đầu giường trác phàm cười thầm một tiếng chậm rãi đi đến trước giường hắn đặt hai ngón tay lên mạch của lão nhân đưa nguyên lực vào xem được một lúc sững sờ hiểu rõ tất cả lệnh sư không có ngoại thương trác phàm gật gù đắc ý nói Dương Minh khinh thường hư lạnh. cái này cần người phải nói sao? Nhưng mà lệnh sư không có nội thương. Trác Phạm vừa dứt lời, Dương Minh liền nắm chặt hai tay lại. Hắn vốn coi Trác Phạm chỉ có tu vi tụ khí tứ trọng, không có bản lãnh gì. Không ngờ lại bị hắn xem thấu ra bệnh của lão nhân này, không có ngoại thương cùng với nội thương. Chẳng lẽ... Trong mắt của Dương Minh chợt lóe lên sát ý, không có ngoại thương cũng không có nội thương vậy tại sao mà nghĩa phụ của ta bất động như vậy mãi lôi vũ đình không tin chẩn đoán của trác phàm dẫn cho là hắn đang diễn trò không có thương tổn thế người giải thích thế nào mà một đoán cố cảnh cường tráng lại đột nhiên biến thành như vậy trác phàm sờ mũi nở một nụ cười thâm thúy thản nhiên nói bệnh của lệnh sư lão phù đã tìm được là dị vật nhập thể thôi đột nhiên góc bàn dưới tay Dương Minh bị bất giác bẻ gãy. Lão nhân trên giường kia hung hăng trừng to con mắt nhìn Trác Phạm. Liêu mạng muốn nói cái gì lại rốt cuộc không có nói ra được, tâm tình kích động của lão lộ rõ trên mặt. Chương 30 Điên cuồng giết hại Nói bậy nói bạ Dương Minh khí thế hung hăng đi đến trước mặt của Trác Phạm, một tay kéo hắn ra Lôi Vũ Đình thấy vậy không khỏi sửng sợ. Vì sao mà Dương Minh có phản ứng lớn như thế? Sư Huynh, ngươi sao vậy? Dương Minh quay đầu nhìn về phía Lô Vũ Đình lạnh lùng nói. Sư muội có phải là ngươi có chuyện gì gạt ta hay không? Lô Vũ Đình giật mình, ánh mắt do dự, ngay sau đó hung hăng lắc đầu. Làm sao lại thế? Nhìn rõ phản ứng trong mắt của nàng, Dương Minh không khỏi cười tà dị, Sư muội chúng ta ở chung lâu như vậy, xưa nay ngươi không có nói láo với ta. Đương nhiên, không biết sao, khi mà nhìn thấy nụ cười của Dương Minh, lôi vũ đình, đột nhiên cảm thấy rùng mình, như có nguy hiểm sắp ập tới. Loại cảm giác này phản phất như một con rắn độc, đang nhìn chăm chú mọi người, làm cho nàng bất giác, lui về phía sau hai bước. Dương Minh cười lạnh, trong mắt bắt đầu xuất hiện cái vẻ ngoan độc. Sư muội tiểu thúy đâu? ta để cho nàng đi làm một ít chuyện. Lôi Vũ Đình lắp bắp nói. Thế sao? Dương Minh khoan thai, tự đắc gật đầu. Sau một khắc, ánh mắt hiện rõ vẻ ngoan độc, rồi su một tiếng, hắn chợt đánh một chưởng. Lôi Vũ Đình chưa có kịp phản ứng, liền đã bị chưởng lực nặng nề, đánh vào ngực bay rớt ra ngoài. Một đường tơ máu không phiêu đảng. Ngay sau đó, Dương Minh nhấn tay xuống đầu vừa một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái động lớn lôi vũ đình rơi vào bên trong trác phàm thấy vậy giả bộ chấn kinh vội vàng chạy ra bên ngoài dương minh tài mắt lanh lẹ tóm lấy cổ quán tài hất lên ném vào bên trong hang lớn kia sau đó một lần nữa nhẫn cơ quan cửa động lập tức đóng sầm lại mặt đất khôi phục cái dáng vẻ ban đầu lão nhân trên giường nhìn hai người rơi vào trong bẫy không khỏi tức giận đến toàn thân run run nhưng mà lại không thể làm gì. Lôi vũ đình ngã xuống lòng đất, toàn thân đau nhức Rồi ngay sau đó, đùng một tiếng, trác phàm đổ ầm xuống người của nàng, khiến cho nàng phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ tiểu tử này thiết lập cơ quan. Trác phàm chậm rãi bò lên, lẩm bẩm nói, nhưng mà làm sao mặt đất lại mềm thế chứ? Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, hỗn đảng, tránh ra! trác phàm nhìn xuống dưới mới phát hiện lãng đang đè lên lô vũ đình mà hai cánh tay rất khéo đặt lên bộ ngực mềm mại của nàng trác phàm vỗ giả đứng lên lúng túng nói xin lỗi ngoài ý muốn ngoài ý muốn thôi lô vũ đình đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng mà không có làm loạn giang giờ khắc này nàng đã hiểu ra tất cả mọi thứ tâm nàng gần như đã chết sau đó nàng lập tức đứng lên giận dữ hét Dương Minh, thì ra tất cả mọi thứ đều do ngươi làm cái trò quỷ. Ở phía trên cửa động được ngăn cách bởi một lớp đá cứng rắn, gian lên tiếng cười to càng rỡ của Dương Minh. Sư muội lần này ngươi về núi đã cảm thấy bất thường, còn mang đến cái gì mà luyện đan sư nhị phẩm, hả? Quả nhiên, ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta. Lôi vũ đình, bi phẫn thương tâm gần chết, phẫn nộ hét lên. Vì sao? sao mà ngươi làm như vậy nghĩa phụ đâu có xử bạc với ngươi chứ dương minh cười lạnh thản nhiên nói ta đến đây vốn là có mục đích lão nhân này đối với ta như thế nào không quan trọng có lẽ ta không có muốn ra tay với người sớm vậy không ngờ ngươi lại tìm một tên luyện đan sư như thế này làm xấu đại kế của ta cái gì ngay cả ta ngươi cũng không có buông tha sao nghe vậy lôi vũ đình chảy xuống hai hàng thanh lệ đau lòng phun ra một ngụm máu tươi. Không phải là bởi vì một trưởng kia mà là thương tâm đứt ruột. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không chút thương hại có thể trách ai đây? Chỉ có thể trách mình có mắt mà không trồng thôi. Nhưng mà kịch vẫn chưa có được hạ màn. Trác Phàm vẫn phải tiếp tục đóng vai cái tên giang hồ lừa đảo, kinh hoàng nói. Tiểu huynh đệ, các ngươi có ăn quán gì á, tự mình giải quyết đi, ta vô tội mà, thả ta chứ. Nghe vậy, Dương Minh không khỏi bật cười. Lão lừa đảo, nếu thật sự không có năng lực gì, ta giết người hay không á cũng không có đáng kể. Đáng tiếc, ai kêu ngươi chẩn đoán đúng nguyên nhân của bệnh lão đầu kia chứ? Nguyên nhân bệnh, bệnh gì? Ta chỉ cảm thấy hắn nhiều năm bất động, độc tố tích tụ trong thể nội quá nhiều thôi. Trác Phàm quỷ khuất kêu gào nói ta từng tủ này rồi, chỉ là muốn kiếm chút cơm ăn thôi, sao mà lại như thế này chứ? Dương Minh run run cả người, bất đắc dĩ vỗ tráng. Con mẹ nó, hiểu lầm sao? Dương Minh coi lão nhân này thật sự đã nhìn ra hắn làm tay chân. Còn mẹ nó, lúc đó mất lý trí quá rồi. Lão già từng tuổi này vẫn chỉ là tụ khí tứ trọng, có thể có bản lĩnh gì chứ? Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết vậy không có dội vàng động thủ rồi lẽ ra có thể để cho lô vũ đình đi làm việc bây giờ hắn buộc phải tự thân xuất mã lão lừa đảo đáng chết kia làm ra cái bộ tịch làm xấu đại sự của ta dương minh giận dữ hừ lên một tiếng hung tận nói chờ lão tử xử lý xong công việc trở lại nhất định làm thịt người dương minh ra lời một tiếng người đâu thủ hộ chỗ này không có cho phép bất kỳ người nào vào Dân, lập tức có hai tên sơn tạc canh giữ cửa đi tới, sau đó Trác phàm nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Dương Minh. Nè, tiểu huynh đệ, làm ra vẻ cũng đâu có sai, kiếm cơm trên giang hồ không phải điều dựa vào một chiêu này sao? Nè, bỏ qua cho ta chứ, ta vô tội mà. Trác phàm gọi dài tiếng, không nghe thấy tiếng trả lời, mới xác định hắn thật sự đã rời đi. Quay đầu, nhìn về phía lôi vũ định thấy nàng ngồi trệt ở dưới đất, hai con mắt vô thần, tâm đã chết lạnh. Dù sao bị hôn phu đột nhiên trở thành cừu nhân không đội trời chung, huống chi nam nhân này còn tuyệt tình đến mức muốn giết mình không một chút do dự, có nữ tử nào mà chịu nổi đả đích như vậy chứ? Trác Phàm sờ sờ chồm râu dê, sâu xa nói: "Cảnh ngộ của ngươi rất giống đại tiểu thư nhà của chúng ta, về sau các ngươi có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau, phòng ngừa lại bị như vậy đó. Lôi Vũ Đình lạnh lùng nói, Hứ, về sao hả? Bây giờ chúng ta có thể còn sống ra ngoài hay không á, còn là vấn đề lấy đâu ra về sao? Trác Phàm cười nhẹ một tiếng, cười tự tin nói, Tất cả đều theo như kế hoạch thôi, yên tâm đi, buổi tối chúng ta có thể ra ngoài rồi. Đương nhiên, nếu người muốn chết, bây giờ có thể tự tử, dù sao ngươi cũng không còn giá trị để mà lợi dụng nữa đâu. Lôi Vũ Đình hung hăng, lườm hắn, cả giận nói, dù ta có chết, cũng nhất định kéo theo ngươi làm đệm lưng. Trác Phàm cười lắc đầu, rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đêm khuya buông xuống. Lôi Vũ Đình quệt miệng, không nhìn hắn nữa, nhưng mà không biết sao. Sau khi mà đấu khẩu một trận với Trác Phàm tâm tình của nàng vậy mà lại chuyển biến tốt hơn rất nhiều cảm giác đau lòng dần dần mờ nhạt đi. Đêm khuya, trăng sáng, sơn tặc trên hắc phong sơn, phần lớn đã ngủ, chỉ có mấy chục người thai phiên thủ vệ. Trong huyệt động tối như mực, các phàm đột nhiên mở mắt ra, lôi vũ đình còn nằm rạp trên mặt đất yên tĩnh ngủ. Các phàm không có đánh thức nàng, yên lặng, dạch dạch ngón tay, hô một tiếng. Một đạo hồng quang bay từ trên người của lôi vũ đình ra, bay đến trước mặt của Trác Phàm. Quyết Anh Cho dù lúc trước nói rõ với Lô Vũ Đình nhưng mà Trác Phàm cũng sẽ không có hoàn toàn tin tưởng nàng. Cho nên hắn vẫn có chuẩn bị một là chế trụ tiểu thúy làm con tin hai là để Quyết Anh trong cơ thể của nàng. Nếu nàng có bất kỳ dị động lập tức giải quyết. May mà Lô Vũ Đình rất phối hợp cho nên không cần dùng đến Quyết Anh. Còn bây giờ Quyết Anh lại có tác dụng càng lớn hơn như hài đồng lạc đường nhiều ngày đột nhiên tìm về với phụ thân quyết anh thân mật dị thường với trác phàm thỉnh thoảng cọ cọ lên mặt của hắn trác phàm mỉm cười trong mắt đột nhiên nổi lên sát ý điên cuồng ngón tay cong lên bắn ra phía ngoài cùng một tầm mỹ với nhau quyết anh hoàn toàn hiểu ý của hắn lập tức quá thành một đạo hồng quang phóng ra ngoài tầng đá phía trên đỉnh đầu mãi mai không ngăn được nó nó có thể dễ dàng xuyên qua. Đêm khuya, sơn lâm yên tĩnh dị thường, bọn sơn tặc nằm yên trong phòng mơ cái giấc mộng đẹp. Đột nhiên, có một đạo hồng quang lướt qua, chui vào thân thể của bọn họ, ngay sau đó chui ra, lúc này kẻ vừa bị nhập hoàn toàn không còn ký tức. Tốc độ của huyết anh cực kỳ khủng bố, chỉ một hơi thở đã lướt qua toàn bộ hơn 20 người trong phòng, lúc bay ra ngoài toàn bộ phòng đã không còn người sống. Quyết Anh bay khắp toàn bộ hạt phòng sơn, lặng yên không một tiếng động, lấy mạng của tất cả mọi người. Cuối cùng đi đến chỗ phòng sơn chủ. Chỗ đó có hai tên sơn tạc đang tập trung cương vị công tác, trông coi hai người trác phạm. Quyết Anh tiến vào thể nội của một tên thủ vệ. Thủ vệ còn lại nhìn thấy không khỏi kinh hãi nói. Có thứ gì đó chui vào trong thân thể của ngươi tên thủ vệ sững sờ còn không biết chuyện gì xảy ra giọng nói của trác phàm phát ra từ trong cơ thể của hắn nhanh mở cơ quan thả chúng ta ra hai tên thủ vệ sững sờ liếc nhìn nhau cảm thấy kinh hãi vì sao mà người bị giam trong cơ quan có thể phát ra cái tiếng từ trong người của mình đột nhiên cả thân thể của tên thủ vệ kia cấp tóc khô quắc xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được cuối cùng bị gió thổi qua, quá thành một đống tro tàn. Ngay sau đó, quyết anh thoát ra, tiến vào cơ thể của tên thủ vệ còn lại. Tên thủ vệ kia sợ hãi cả kinh, đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Đúng lúc này, tiếng của Trác Phàm một lần nữa vang lên trong thân thể của hắn. Mở cơ quan, thả chúng ta ra. Thành năm mang sự tàn khốc tuyệt đối, Uy nghiêm không cho phép cự tuyệt làm cho tên thủ vệ kia hai chân mềm nhũng ngã xuống mặt đất đại, đại gia đừng đừng có nóng vội ta đi mở ngay đây thủ vệ kia khóc nước nở nói tận mắt thấy đồng bạc của mình quá thành tro bụi mặc cho ai cũng sẽ bị dọa đến tim mật như muốn bay ra ngoài tên thủ vệ kia chỉ có thể lao nước mắt rồi ngoan ngoãn nhẫn cơ quan tấm đá dày chậm rãi để giờ ra ánh sáng ôn hòa chiếu xuống cả động quyệt. Lôi Vũ Đình đã bị ánh sáng chiếu vào mặt làm cho tỉnh táo, chậm rãi mở mắt ra, thấy tấm đá trên đỉnh đầu đã không còn, nàng nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc này, Trác Phàm quảnh mặt nhìn nàng, con lạnh khóc nói, nếu như còn không có muốn chết, theo ta đi lên. Nói xong, hắn liền tung người nhảy ra ngoài. Lôi Vũ Đình đang kinh ngạc, làm thế nào mà Trác Phàm ung dung thoát đi như vậy, nhưng mà vừa nghe hắn mở miệng ác khẩu thì tức giận quẹt miệng nói muốn ta chết sao ta cứ không có chết đấy vừa dứt lời lôi vũ đình cũng liền tung người nhảy ra ngoài chương 31 hàng đàm tuyết tầm hai người đều bình an trở lại trong phòng sơn chủ thủ về kia thấy hai người dỗ dàng quỳ xuống cầu xin tha thứ vị vị đại gia tiểu thư cầu các ngươi thả ta đi, ta cũng không có bị thiếu trại chủ. À không, không, bị cái thằng Dương Minh bức bách mà. Lôi Vũ Đình chưa có hiểu rõ chuyện xảy ra, Trác phàm phất phất tay, lạnh lùng nói, lui sang một bên. Người kia nghe vậy, dỗ dàng gật đầu, co rúm lại bước sang một bên. Sau đó, Trác phàm đi đến trước giường, nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của lão đầu kia, Trác phàm cười nhạt nói, ta có thể giúp cho người chữa khỏi bệnh, nhưng mà ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Nghe được lời này, Lô Vũ Đình không khỏi giật mình, kích động nói. Ngươi thật sự có thể trị hết thương giúp cho nghĩa phụ ta sao? Trác Phàm không có để ý tới lời của nàng, chỉ chăm chú nhìn ánh mắt của lão giả kia. Ánh mắt lão nhân có vẻ do dự, Trác Phàm biết là hắn đang lo lắng điều gì, liền cười nói. Yên tâm đi, ta không có bắt ngươi phải làm mấy cái chuyện thương thiên hại lý hay là làm hại người thân ta là Trác Phàm quản gia của Lạc Gia. Bây giờ chúng ta có chung địch nhân. Chỗ của chúng ta đang thiếu đoán cố cảnh, hy vọng người có thể giúp ta. Nghe hắn nói là người của Lạc Gia còn là quản gia. Ánh mắt của lão nhân kia hiện lên một vẻ kích động, hai con mắt hung hăng chớp chớp. Trách phàm nhếch miệng lên, biết hắn tỏ ý đáp ứng, liền cong ngón tay lên. Quyết anh chui ra từ thể nội của thủ vệ sơn tạc, bay đến trước mặt quán vừa nhìn thấy quyết anh thú về kia lộ ra vẻ mặt kiên dè dạ thật sâu bởi vì chính là cái thứ này biến một người đang sống sờ sờ thành tro tàn trong nhảy mắt lôi vũ đình thấy vậy cả kinh bởi vì nàng cũng đã từng bị cái đạo quan kia khống chế nàng mới vội vàng kêu lên trác phàm ngươi muốn làm cái gì liệu thương cho hắn thôi trác phàm thản nhiên nói thế nhưng thế này có thể liệu thương sao Lôi Vũ Đình nghi hoặc, dù sao nàng toàn thấy Trác Phàm sử dụng cái thứ này để công kích, còn bị hắn làm nhục mà không có thể phản kháng chút nào, cho nên nàng không có dám xác định quyết anh đến cùng là dùng để chiến đấu hay là để liệu thương. Lỡ đâu nghĩa phụ càng bệnh nặng hơn thì sao? Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, "Lôi tiểu thư, nghĩa phụ của ngươi đã như thế này rồi, ta muốn làm hại hắn?" còn phải lằn nhằn như thế sao? Vậy người nói cho ta biết cái thứ này là cái gì? Lô Vũ Đình kiên trì nói. Ma vật, trác phàm lạnh lùng nói. Bình thường tu giả ma đạo của chúng ta đều tế luyện ma vật, từ công kích đến phòng ngữ. Ma vật đều có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ngươi biết vì sao lúc trước ta nói lão nhân này có dị vật nhập thể không? Sau đó Dương Minh liền ra tay với chúng ta Lôi Vũ Đình lắc đầu, nghi hoặc nói, không phải ngươi nói đó chỉ là đoán mò sao? Trác Phàm bật cười, bây giờ ta biết tại sao ngươi đã bị cái thằng ôm con kia lừa rồi, đúng là ngu ngốc. Lúc đó ta lừa gạt hắn thôi, vậy mà ngươi cũng tin. Nếu không, hắn làm sao có thể yên tâm rời đi như thế chứ? Lôi Vũ Đình đỏ bừng mặt, chỉ biết xấu hổ cúi thấp đầu. Từ nhỏ, Nghĩa phụ đã nói nàng tư chất không tệ là kỳ tài luyện võ. Hôm nay lần đầu tiên có người nói là nàng ngu ngốc. Bởi vì chúng ta đã nói trúng chỗ đa của hắn, lão nhân này bất động không có thể động đậy được chính là bởi vì ma vật nhập thể. Cho nên ta phải dùng ma vật của ta để mà thanh trừ ma vật của hắn. Nghe được lời này lôi vũ đình có vần hiểu ra nhưng mà nàng vẫn lo lắng thấp thỏm nói ma vật của ngươi có thể trị được ma vật của hắn sao? Trác Phàm cất to tiếng cười, như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Lúc trước, sau khi mà chẩn bệnh, hắn đã biết ma vật của Dương Minh chỉ là loại hình cổ trùng tiện tai luyện chế, là loại ma vật tầng chót nhất của ma đạo, mà ma vật bản mệnh quyết anh của hắn là chí tôn ma vật. Ngay cả thượng cổ thập đế đều phải kiên kỵ. Đây có khác gì bảo cụ tổ đi bắt nạt cháo chắc không có học thức là có thể đấy, đúng là đáng lo. Trác Phàm không có muốn mất thời gian giải thích cho Lô Vũ Đình, ngón tay hắn cong lên, quyết anh chui vào thể nội của lão giả. Chỉ một thoáng, hồng quang đã chạy khắp cơ thể của lão, trên da của hắn bắt đầu nở rộng ra, giống như có 10 triệu con côn trùng béo đang bò nhúc nhích. Nhưng Phàm là những nơi hồng quang đi qua, côn trùng chỗ đó liền không có còn nhìn thấy nhúc nhích nữa. Một lúc sau, quyết anh một lần nữa bay ra trở về thể nội của trác phàm mà lão nhân kia đã bắt đầu động đậy được đầu ngón tay miệng to mở cố gắng phát ra tiếng đình đình nhi nghĩa phụ có thể nói chuyện sao lôi vũ đình thấy vậy vội vàng chạy tới xúc động bắt lấy tay của lão nhân nước mắt rơi như mưa kích động không thôi mà trác phàm cao mài lẩm bẩm nói đáng chết lão nhân này không có động đậy trong một thời gian dài quyết mạch đã sơ cứng hết rồi muốn khôi phục cũng phải một năm nửa năm thời gian ngắn không có giúp được gì cho ta rồi lỗ to rồi trác phàm nói rất nhỏ nhưng mà vẫn bị lô vũ đình nghe được không sót một chữ nàng quay đầu tức giận hung hăng trừng mắt trác phàm người yên tâm đi nghĩa phụ của ta nợ ngươi lôi vũ đình ta xông pha khói lửa cũng sẽ trả hết không có để người chịu thiệt đâu. Trác Phàm nhún nhún dài từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này toàn thân của lão giả lại co quắp. Ngay sau đó từ trong miệng của hắn một bé sâu trắng như tuyết béo ngậy dài chừng hai đốt ngón tay chậm rãi bò ra. Lôi Vũ Đình giật mình khi mà thấy rõ nó trong lòng đột nhiên dấy lên một cơn lửa giận. Thì ra là ngươi đã hại nghĩa phụ ta. Lôi Vũ Đình cắn răng quát toàn thân phóng xuất khí thế, hai ngón tay thoáng động lôi quang, hung hăng đâm tới bé sau. Dừng tay! Trác Phàm hét lớn, đồng thời tóm chặt lấy tay của nàng. Lôi Vũ Đình giật mình, không hiểu nhìn hắn. Ngươi, làm cái gì vậy? Thứ hại người thế này, sao mà lại không cho ta giết? Ngươi biết cái gì chứ? Trác Phàm không một chút lưu tình mắng, ngay sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí, đưa bé sau vào bên trong, đồng thời bứt ra mấy cái giọt tinh huyết cho vào đó rồi mới đóng nắp hộp hai lòng ôm vào lòng hắn thật là bất ngờ hành trình hát phong sơn lần này lại có thu hoạch lớn như vậy bé sâu này chính là hang đàm tuyết tầm sinh ra trong đầm nước cực lạnh cực kỳ hy hữu nó sinh ra để sống sau khi mà sinh ấu trùng xong trong vòng một canh giờ không tìm được ký chủ sẽ suy kiệt mà chết nhưng mà trong hàng đàm đào đâu ra nhiều cái động vật cho nó ký sinh. Cho nên đại bộ phận tuyết tầm đều xuất sinh không có được lâu thì chết. Chỉ có một số ít còn sống, trăng trọc giữa những ký chủ. Mà tu giả ma đạo biến chúng thành cổ tầm, coi là ma vật hạ đẳng. Đều bởi vì rất nhiều độc trùng đều có thể tự dưỡng thành cổ trùng. Cho nên trong mắt của đại đa số cao thủ ma đạo, hàng đàm tuyết tầm chỉ giống như cổ trùng bình thường, chỉ là tương đối ít thấy mà thôi. Có điều cho dù Thánh Dực cũng có rất ít người biết, hàng đàm tuyết tầm, có thiên phú kinh người, đó chính là một khi bị nó ký sinh, trừ phi ký chủ sắp bỏ mình, nó mới đi tìm ký chủ kế tiếp. Nếu không, vô luận dùng biện pháp gì đều không có thể bắt nó ra được. Vừa rồi, Quyết Anh đã dùng thiên ma đại quá quyết diệt hết ấu trùng của nó đi, để cho nó nghĩ lầm ký chủ sắp chết, nó mới không có thể không chui ra nếu không trừ phi lão nhân này chết nếu không cho dù quyết anh cũng vĩnh viễn không có thể tiêu diệt được nó mà quyết anh có thể tiêu diệt ấu trùng cũng chỉ là do người dưỡng không có đúng phương pháp làm tuyết tầm mất đi đặc tính vốn có trở thành một cổ trùng bình thường như bao bé cổ trùng khác thế nhưng bảo bối này đến tay của trác phạm hắn thế thì hắn sẽ luyện chế nó thành ma vật khủng bố nhất trên thế giới Nghĩ tới đây, Trác Phàm nở một nụ cười vô cùng đắc ý, tâm tình sung sướng. Ba người kia thấy thế trong lòng đều rung lên, cảm thấy Trác Phàm còn tà ác hơn Dương Minh nhiều. Cổng cái lão đầu kia lên, chúng ta trở về Phong Lâm Thành. Sau đó, ánh mắt chuyển sang cái tên thủ vệ kia, nở một nụ cười chân thành. Đa tạ ngươi giúp chúng ta mở cơ quan. Tên thủ vệ kia miễn cưỡng nở nụ cười khó hiểu, rồi đột nhiên bàn tay mạnh như kềm sắt của trác phàm nắm lấy cổ quán giờ hắn lên nói có điều ngươi đã vô dụng rồi không lôi vũ đình muốn lên tiếng ngăn cản nhưng mà đã muộn khí lưu màu đen đột nhiên thoát ra từ trên tay trác phàm hoàn toàn đã bao phủ lấy người kia trác phàm lại hơi dùng lực người kia liền quá thành bụi phấn rơi lả tả trên mặt đất lần thứ nhất thấy Trác Phàm giết người, lôi vũ đình triệt để chấn kinh. Ai có thể ngờ Trác Phàm xuất thủ khủng bố như thế còn khiến cho người ta chết không toàn thay. Nghĩ lại mấy ngày nay đi với kẻ này, lôi vũ đình rùng mình. Lão giả kia cũng co rụt mắt lại, hắn hành tẩu giang hồ đã hơn 70 năm, đứng trước mặt của Trác Phàm có cảm giác kinh hãi đến tận tim mật. Lôi Vũ Đình nhìn Nghĩa Phụ, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng, bây giờ nàng không biết liên thủ với Trác Phạm là quyết định đúng hay sai. Nhưng có một việc có thể khẳng định, đối địch với hắn sẽ chết cực kỳ thê thảm. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.